Liên quan đến sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng Ba, hiện nay rất nhiều người thân của các nạn nhân mất tích đã tìm đến khu sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn đặt tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đi đường xa, trong lòng đầy bất an, nhưng những người cha, người mẹ vẫn mong mỏi con mình có thể tai qua nạn khỏi, may mắn vượt qua thiên tai dữ dội. Từ huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Văn Phùng và Tạ Văn Chính vượt quãng đường hơn 600 km đến xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi đặt sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn. Con trai của hai ông làm lái cầu thép tại nhà máy thủy điện Rào Trăng Ba. Khi nghe tin công nhân làm việc tại thủy điện Rào Trăng Ba bị gặp nạn, hai ông tức tốc di chuyển ngay trong đêm. Dù đi quãng đường xa mệt mỏi, nhưng những người cha này vẫn mong con trai mình được bình an. Sáng là chúng liên lạc được cho một cái anh Mạnh làm ở trong này. Anh nói là hai cháu Nghĩa và Thịnh mất. Thì cháu Nghĩa đây cũng là con của anh cậu. Là có hai cháu lái cầu thác trong đấy. Gia đình cũng không biết làm sao được. Như thế nào, nhưng mà bây giờ cũng chỉ mong muốn các cái lực lượng chức năng là cố gắng giúp đỡ để tìm chờ lấy thi hài thể xác của cháu để đưa về để với cùng ông bà với gia đình. Tôi mong muốn là họ hoan. Đi cùng ông Phùng còn có người con trai út. Anh cũng không giấu nổi sự nghẹn ngào trước tai nạn bất ngờ của anh trai. Vì công việc mưu sinh nên từ Tết đến nay hai anh em không thể gặp nhau. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi là cách duy nhất để họ hỏi thăm nhau. Nhưng hiện nay mọi thứ thật mong manh. Em chẳng biết như thế nào bây giờ. Cái sự mất mát gia đình này ai nói chung là không ai muốn, nhưng mà đó là một cái nỗi buồn ấy, cho mỗi gia đình thôi. Cũng cố gắng như hàng ngày thôi ạ. Thì gia đình mình cũng làm ruộng thì cũng em chẳng biết như thế nào thôi. Nói chung là mình phải cố gắng trong tương lai này ạ. Khi nghe tin báo phát hiện vị trí những người gặp nạn, hai ông lại tức tốc lên đường. Những đôi chân chạy không biết mệt mỏi với hy vọng sớm được gặp lại con, sớm đưa con về với quê hương, về với những người thân. Go to now.